loại quả mini này có gì mà được chị em săn lùng giáo diết dịp tết loại quả này được đưa vào danh sách những thực phẩm hot nhất trong năm qua với bề ngoài chỉ bằng quả nho nhưng lại thuộc giống dưa hấu rất đáng yêu và bổ dưỡng lắm nhé dưa hấu tí hon còn được gọi là dưa hấu chuột có tên tiếng anh là cuca melon bạn có thể ăn nguyên quả hoặc muối chua hay trộn salad nhiều người còn dùng chúng để làm thuốc đây là đặc sản của đất nước mexico và đang được các chị em việt săn lùng trong thời gian gần đây dưa hấu mini có kích thước chỉ tầm một quả nho có vị kết hợp giữa dưa chuột và chanh sở dĩ dưa hấu tí hơn được ưa chuộng vì nó rất ít calo và chất béo nhưng lại giàu đường ở dạng đơn giản chất sơ vitamin và các chất chống oxy hóa rất cần thiết cho cơ thể ăn dưa hấu tí hon thường xuyên sẽ giúp cơ thể chống lại tình trạng lão hóa, vì các thành phần trong loại quả này giúp bảo vệ và làm trẻ hóa tế bào, cũng như các mô và các cơ quan trong cơ thể. Ăn nhiều quả này còn giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ và bảo vệ bạn khỏi một số loại ung thư. Liposin Một loại ca do tin có mặt trong hầu hết các loại dưa hấu, sẽ giúp cải thiện chức năng tim mạch. Beta tin cũng giúp bạn giữ được thần thái trẻ trung và chống lại các dấu hiệu tim mạch do tuổi tác. Vitamin C và kali trong dưa hấu mini giúp giảm cholesterol xấu trong máu và bảo vệ tim bạn khỏi những tình huống nguy kịch. Quả dưa hấu này cũng chứa những phyto-lu-chi rất tốt cho sức khỏe của các cơ quan nội tạng, mắt và hệ bài tiết. Dưa hấu mini nên là món ăn thường nhật trong gia đình để ngăn ngừa bệnh tật một nguyên nhân quan trọng khác khiến loại quả này hot xình xịch là vì người ta quan niệm rằng loại quả này đem lại nhiều may mắn nên nếu như có thể ăn chúng vào ngày đầu năm thì cả năm đó gia đình bạn sẽ gặp được những điều tốt đẹp an lành vậy thì dại gì mà không ăn và giữ hạt lại để trồng tại nhà luôn nhỉ